Rồi hello anh em nha. Hôm nay mới về cái thùng hàng này nha anh em. Để mình khui ra xem nó được cái gì. Anh em nào mà hay mua máy cũ á, có nhu cầu thì cứ đăng ký kênh nha. Kênh mình là Di Động Hữu Phúc ha. Đăng ký kênh để đón xem clip mới mình hay đăng lên. Ừ, cái máy nào vừa lòng thì mình alo nha. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 nha anh em. Đây thứ này về được cái hàng gì đây. Cái hàng rất là kỹ. A80 nhưng mà cái hộp không anh em. Hôm nay không phải A80 đâu. Còn tên là cái gì? Rất là nặng. Clip này mình chỉ review máy thôi nha anh em. Review máy mới về thôi nha. Còn báo giá thì clip sau nha. Đây là gì đây? Con này là S10 Lite phải không ta? Đúng rồi. S10 Lite anh em ơi. Đúng rồi. S10 Lite nha. Đấy. Con này xài cấu hình cũng mạnh lắm này. Xài rất là mượt này. Clip sau thì báo giá cho anh em. Anh em nào ưng thì hú nha. Con này chắc giá cũng rẻ thôi. Hứa hẹn là giá rẻ. Lập luôn từ đầu rồi. Clip trước thì mình có nốt 10 like nha. Còn con này là S10 like. S10 like. Con này xài chắc cũng mạnh thôi. Con này thì máy ghi gấp này nó có hơi cắn cắn. Còn vỏ sao đánh giá đẹp nha anh em. Chụp hình này con này nghe nói là cũng rất là khủng. Quá đẹp. S10 Lite. Con này coi thấy bộ nhớ đó nhiều nha. Trăm 28GB anh em. Con này ra 12GB. Ra 128GB. Hớp lưng luôn. Một em ha, bỏ riêng ra. Một con gì đây. Samsung A51 à. Lên nguồn rồi. A31 anh em. A31 màu đen xinh đẹp ha, 9899 luôn. Con này là giá mình báo luôn nha, 3.8 triệu anh em. Con này 38 nha, A31. Nói chung là máy ok. Xuyên đẹp. Tiếp theo một con gì đây. Xiaomi. Cái này như Redmi Note 3. Con này tầm 1.4-1.5 triệu gì đó thôi. Hôm qua clip kia mình tham khảo giá kỹ rồi mình sẽ báo giá cho anh em nha. Tiếp theo thì cái dòng gì nữa đây. Vinsmart anh em. À, Vinsmart ha. Vinsmart full box. A50S. A50S. Con này thấy như new luôn anh em. Con này như new luôn. Báo giá sau cho anh em nha. Nói chung là lô này cũng khá mấy. Xem đây là gì đây. Ui ra coi.
iPhone anh em ơi. Một con X anh em. iPhone X. Cáp sơ này. Ring nguyên ring anh em. Máy mình lấy bên này là bao máy ring đẹp. Con này đẹp tầm 90 phải nói 98, 99 cho lên nè, không dưới nè. Một cánh ha, rất dễ thương. Bình 84. Bình 84, máy ring nguyên. Full áp nha. Máy ring full áp ha. Để mình test kỹ rồi mình sẽ báo giá cho anh em. Bán rẻ anh em thôi, trên 7 triệu tí thôi. Còn ít đẹp này phải nói 99% nha. Tiếp theo là có ít nữa em. LL 64X cũng đẹp 99 luôn. Đó, lên nguồn. Test sơ thử con này pin bao nhiêu nha. iPhone X nha anh em. Quá đẹp. Ring nguyên luôn. Con này nghe nói bên giao hàng nó báo mình là pin 100, đúng không biết. Bùi đúng luôn. Không phải thay nha anh em, pin là pin bao ring nha anh em nha, pin 100 nha. Không phải thay. Đó, nó nghiệt vậy đó. Anh em nào mà tin tưởng thì bật. Pin là không thay. 100%. Đó, một con ít tiếp nha. Giờ vào ít bán cho anh em vui. Tiếp theo là cái con gì nữa. A50F. Anh em máy đẹp ha. Pin Smart XT3. XT3. RU17Y. RU17Y luôn anh em. Có được con Redmi Note 8 full box. Redmi Note 8 nha. Máy keng nha anh em. Máy này máy dạng máy mới cho bảo hành thôi, chứ không phải là máy cũ nha. Chưa ai xài luôn. Redmi Xiaomi. Con này RAM 428GB nha anh em. RAM 428 chứ không phải là RAM 464 nha. Cấu hình mạnh nha anh em. Rồi clip này giới thiệu sơ cho anh em một ít máy mới về thôi. Thì để mình nghiên cứu kỹ giá rồi mình sẽ báo giá cho anh em clip sau nha. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em clip báo giá.